đang tới làm đơn xin nghỉ nè. Ừ. Thằng này đang tới làm đơn xin nghỉ nè. Đúng rồi. Anh đọc em này đôi máy luôn này. Công an giao thông như vậy này. Xong làm việc. Anh không cho em gây ý kiến của người khác. Anh không, anh đang giữ bằng lái của em á. Đúng rồi nè, có biên bản nè. Đúng rồi, biên bản nhưng mà anh không, anh không cho người vi phạm gây ý kiến vào nha. Ý kiến về làm đơn ý kiến nè. Ồ, trong cái biên bản phải có chứ. Cái mặt tôi anh đi. Thấy chưa? Công an giao thông nhá. Anh đập máy của dân nhá. Đập hồi nào? Đây, anh là người đập máy của dân nhá. Đập anh đập cái máy có ghi không? Máy có quay lại không? Anh xử như vậy đó. Bây giờ nhá. Anh cứ này rồi xong anh nữa. Cái gì anh? Cái biên bản anh không cho người dân ghi ý kiến vào. Anh ý kiến gì nhà làm đấy? Tại sao biên bản là anh không cho, anh ghi ra biên bản anh không cho người dân ghi ý kiến vào luôn, đúng không? Bằng lái của em anh giữ luôn đúng không? Anh giữ được không? Em nhắm anh giữ. Anh nhắm anh giữ được không?